Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa ban giám hỷ cùng toàn thể các bạn học viên thân mến, tôi tên là Kim Ngân, số báo danh 075. Xin trả lời câu hỏi. Sanh ra ở đời, con người giàu muốn hay không cũng phải chịu dưới sự chi phối của luật tự nhiên. Mỗi người ai cũng phải chịu ba nghiệp chướng, ấy là tam nghiệp. Và trong tam nghiệp có ý nghiệp. Vậy ý nghiệp là gì? Ý nghiệp là tư tưởng hiện ác khởi lên từ ý. Nó sanh ra ba điều ác: tham lam, sân nộ, mê si. Vậy ham sân si là gì? Ham là lòng ham muốn quá độ. Tánh ham lam đã làm cho loài người phải chịu bao nhiêu hạm khổ, chiến tranh, cướp bóc, giết người. Ham lam, ham lợi, ham sắc, ham tài, ham quyền, ham hế. Ác thứ 8 là lòng ham hiểm, muốn bao gồm của hế một mình. Ham nhà cao, cửa rộng, thân dinh. Ham vườn vượng, cò bay, hẳn kiến. Thấy của người, hèm khô nước miếng, tính làm sao lừa gạt lấy đi sẵn túi ham. Bất cứ chuyện gì, giàu sống tốt cũng là dùng chứa. Thế nên phải nghĩ đến người cũng như mình, hãy dẹp lòng vị kỷ ham lam, lo muôn chồng phước đức bố thí, kẻ nghèo hèn gán công phu sám hối để có thể yên về nơi miền cực lạc, lánh sự giả tạm ở cõi trần này. Muốn trừ ham phải liệu cách nào? Phải bố thí việc lòng ích kỷ, phải bố thí diệt lòng ích kỷ. Còn về sân nộ là tánh nóng, hờn ghét, thù hằn. Tánh nóng này thường suối con người làm những chuyện bất công, sái phép, chém giết, oán thù nhau. Kẻ thắng kiêu hãnh, người bại hổ ngươi. Nên sự hiềm hù càng lan rộng, giận mất khôn. Cơn giận làm cho con người cuồng chí, mất sự tự chủ, trở nên dữ dằn bạo tợn, chẳng còn nghĩ đến việc công bình lẽ phải. Ác thứ 9 hẳn sang luận tiếp, lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng. Nỗi lâu đình đâu có định chừng, cho ta biết mà toan giữ trước. Tánh sân nộ thường làm bạo ngược, nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau, hù oán dãy chàng, mới có cuộc tranh tài đấu lực. Diệt được nó, tâm ta được hãnh hơi, trí ta được thông hả, hải mở lượng khoan hồng dung kẻ phạm lỗi. Hãy nhịn và chẳng nên cãi cọ, tranh luận hơn thua làm cho nảy sinh ra điều hiềm khích. Ta thường nên tập tánh khoan dung, thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn. Về phần mê si là vô minh, hay tối tâm, mê dốt của chúng sanh từ thời vô hỷ. Tội ác này do thiếu óc phán đoán, thiếu sự suy nghĩ, và vì vậy con người ít hay phân biệt được lẽ phải trái, bo giữa biển kiến sai lầm, chẳng chịu nhìn nhận chân lý. Suốt cả đời ngu muội chỉ biết mê mang theo những vật nhỏ nhen, mau tan mau gã, chỉ biết tin tưởng làm càng, không tìm hiểu con đường giải thoát. Ác thứ 10 đoạn chót mê si, nguyên tâm tối từ hồi vô hỷ, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhận ngụy làm chơn, hãy xóa bỏ những điều mê tín, quy thuận theo tinh thần đạo đức, lánh trốn mê lầm, tìm tỉnh cơn mộng huyền, phá tan màn vô minh che mờ căn trí. Lần bước trên con đường đạo hạnh, đi đến chỗ bất diệt bất sanh. Ác trừ xong hiện ra hiện nghiệp, lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho. Trồng cây lành vị quả hôm ho, tuy không thấy mà sao chẳng mắc. Vì vậy là tín đồ Phật giáo hòa hảo, khi đã quy y thì phải hành y. Sự đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa những tư tưởng, tìm cách đánh đuổi tư tưởng xấu xa, đem hai vào những tư tưởng ôn hòa đạo đức. Quy y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn đồng đạo học viên số danh bạ 75. Đồng đạo nhận một phần quà của ban tổ chức. Rồi đồng đạo làm được cái bài mình. Tóm lại là G 90%.
Có nghĩa là có thể nói là 100%, nhưng đồng đạo có dư, dư nữa. Định nghĩa, khi định nghĩa là đồng đạo đừng nói nhiều quá. Định nghĩa ác tham lam là lòng ham muốn quá độ thì đúng rồi. Định cái chứng dạ minh câu giảng đúng rồi. Tới định nghĩa sân nộ thì đồng đạo nói hơi nhiều. Nói ngắn thôi, mình nói nhiều ở trong tài liệu đó là qua phần hành, nó là hành trạng của sân nộ đó. Nóng, sân nộ, sân là nóng, nộ là giận, là lòng nóng giận, quý vị giải vậy cũng đủ nghĩa rồi đó. Là chứng minh câu ác thứ 9 xong là mình định nghĩa cái người ta hỏi mình là nêu ba ác của ý. Là mình tóm tắt là mình định nghĩa nó ngắn gọn và đầy đủ quý vị. Rồi tới mê si cũng vậy đó, mê si là gì? Mê si là tối tâm, là mê mờ, là nó trái với vô, nó là vô minh trái với trí huệ. Đó, định nghĩa có nghĩa là giải ra đó. Rồi cái ác thứ 10 đoạn chót mê si gì vậy? Vài đồng đạo cũng tương đối là chuẩn. Nhưng mà tôi chỉ nhắc nhở như vậy đó. Bây giờ đồng đạo chỉ định nghĩa ngắn lại tí xíu nữa là đạt chuẩn. Bây giờ cái câu hỏi tới đây hai người lên đó thì thấy nó hết giờ rồi phải không quý vị? Nếu kêu một người nữa thì nó lố giờ của mình. Bây giờ mình bắt đầu mình quay qua câu hỏi trắc nghiệm. Vỗ tay không? Vỗ tay chàng, vỗ tay đi quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật. Tôi ta mang số danh 39 xin trình bày câu hỏi tóm tắt ba ác của thân và đồng đạo trì hành cách nào để không phạm ác. Nhân sơ lược về tòa thân nghiệp là mỗi chúng sanh trong chàng ai ai cũng phải đi theo định nghiệp của nhân quả. Định nghiệp ấy gọi là đạo, tức là do thân tâm của mình tạo ra gọi hưởng lấy. Cho nên cũng nó cũng được gọi như là con đường làm lành, tức đi chúng thì sống, bằng tạo hung dữ, tức đi chặt thì chết. Vậy ai muốn cho mình được chọn lành để sống thì đồng thời đáp ứng tứ an và cần phải trừ tam nghiệp và tránh 10 điều ác. Vậy thân nghiệp là gì? Thân nghiệp là những việc làm thiện ác do sát thân gây nên. Thân nghiệp sinh ra 3 điều ác: sát sanh, đạo tặc và tà dâm. Thứ nhất, sát sanh. Sát sanh là giết hại mạng sống của loài hữu tình, kể cả loài người và các sinh vật. Nguyên nhân sanh hung ác là do sống chung với người hung dữ ở chung quanh rồi ô nhiễm những điều xấu xa, con người trở nên độc ác. Đức Thầy bảo, sách Thánh Đạo ghi trong Tam Tự, người mới sanh tánh thiện chờ dành, bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tật xấu che mờ thiện tánh. Có hai lý do, là lý do thứ nhất là người giết người vì muốn đạt được danh lợi tiền tình, hay vì thù hềm hoặc háo thắng, vì mưu cầu lợi ích riêng cho mình, cho phe nhóm quốc gia mình mà sanh tâm sát hại kẻ khác và nước khác. Nhân loại khắp trong thế giới, dân tộc nước này đánh giết dân tộc nước khác. Trong chào nội thì vua tôi quan lính giết nhau, ngoài lê thứ thì thầy trò chủ tớ cha con chồng vợ vân vân. Đức Thầy đã diễn tả cảnh trạng ấy như viết đến đây, động lòng gào gạt gẫm nhiều người bội bạc tham ăn. Nào kể chi là đạo quân thần, tôi giết chúa con đành sát phụ. Lúc nguy cơ tớ mong hại chủ, trò giết thầy tội ấy đáng không. Thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau sâu xé. Cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau. Tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, tình nhân loại phân chia hiểm ách. Lý do thứ hai là người giết vật vì miếng ăn, vì họ hít khẩu dục. Miếng ăn máu đổ thịt gơ, giết bao sinh vật khắp trời oán than. Vì sự mê tín dị đoan, vì sự vui thích, ỷ mạnh hiếp yếu mà sát sanh hại vật. Người tạo sát nghiệp thì kiếp này hoặc kiếp khác thường bị thân hình xấu xí, bệnh tật, chết yểu. Xưa có một đứa bé bắn một con chim mà phải 3 kiếp chết yểu, hoặc là luôn gặp nạn chiến tranh binh lửa. Xưa dân chúng thôn Chi Viện bắt cá tôm dưới hồ Đa Ngư ăn thịt, sao được lên làm dân chúng của dòng họ thích. Còn loài thị tộc dưới hồ Đa Ngư sao được lên làm vua Lưu Ly, háo khổ và binh lính của vua Lưu Ly. Sao cùng kéo quân đến tiêu diệt dòng họ Hích để thanh toán món nợ từ trước, nghiệp báo lưu truyền từ nhiều đời nhiều kiếp. Cách giải trừ là phát lòng từ bi bình đẳng, tin nhân quả rất nghiêm minh đối với nhân loại. Thì Đức Già dạy chớ sát hại mạng người như thế, nếu thiệt người thì biết thương người. Đối với sanh vật khá dựa vào lý vật dưỡng nhân, mà phải xét rằng sanh vật cũng có thân xác linh hồn, tham sống sợ chết, không nên giết chúng vô cớ. Không vì sự mê tín dị đoan hoặc cúng tế thần thánh, hay vì sự vui thích mà giết vật. Đức Thầy khuyên dạy bớt giết vật đặng mà cúng tế gẫm thánh thần, đâu có tư riêng buổi ốm đau cũng bởi căn tiền, hoặc hiện kiếp làm điều bạo ác phải ăn năn phước điền tạo tác.
lo thuốc thang khẳng phái Phật chờ, nguyện sửa lòng ắt Phật giúp đờ, xuống phước rộng từ bi hỷ xã, đắng thần minh công trình trực dạ. Đau ăn lo đổi họa làm mai, mở tâm linh nghĩ đến đoạn này, điều hòa phước ấy cơ báo ứng. Lợi ích cho những ai không được không sát sanh là ai chừa được sát sanh thì thân hình đẹp đẽ, ít bệnh tật, sống lâu, không bị quả báo luân hồi. Lòng từ bi bình đẳng ngày càng vươn lớn và sớm chỗ quả bồ đề. Kết lợi ác sát sanh là đứng đầu trong thập ác, nó cũng chính là hạt giống trong cảnh luân hồi sanh tử. Ai diệt trừ được nó thì đạo quả sớm được chọn lành. Lòng từ bi bình đẳng phát sanh để tiến đến ngôi chánh đẳng chánh giác. Thứ hai là đạo tặc. Đạo tặc là trộm cướp gian lừa, ác thứ hai trong thân nghiệp, vô công mà lấy của quốc gia hay của người khác làm của mình. Nguyên nhân là vì ý muốn không làm mà đòi có ăn thì là ăn cướp. Không lo có ăn, có mặc, nên kẻ trộm cướp thường mượn câu bằng cùng xin đạo tặc để bào chữa cho bản thân mình. Hành trạng ấy là kẻ đạo tặc là gây nên thảm trạng trộm cướp, sát nhân giết người, sống ngoài vòng pháp luật, phá rối an ninh hạnh phúc của mọi người, lừa gạt và chiếm đoạt của công hoặc của tư, đến như những đồ vật dụng. Tai hại của những kẻ người trộm cướp đạo tặc là lớp người cặn bã của xã hội, sống bị người đời khinh miệt, pháp luật phân xử, chết bị luân chuyển, báo đền. Đức Thầy khuyên bảo, ác thứ sáu ấy là đạo tặc lấy của người sắm mặc sắm ăn, chẳng cởi công nước mắt mồ hôi phá lương, dân giả luống bồi hồi, ngày làm lụng đêm do gìn giữ, chốn pháp lực tạp tành đủ thứ, nào đào tường khoét quách phun đồ, tội chập chồng đâu biết ở mô, chốn người khỏi chốn chờ sao khỏi, nay đúc huệ từ bi đã gọi, vào thân tâm những kẻ gian phi, hãy tu thân chừa thói vô nghì, của phi nghĩa làm chi xong chuyện, lực nhân quả hoặc là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai, vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Người chừa đặng ác đạo tặc sẽ được lợi ích như của tiền, không bị nạn lửa hay bị lừa gạt cướp giật hay con cháu phá tán, mà được mọi người chung quanh kính yêu và thâm thường phúc lạc và yên ổn. Tóm lại, ác đạo tặc là một trong những điều ác, cũng là một trong ngũ giới cấm, nên người tu diệt trừ được nó chẳng những an vui trong kiếp sống hiện tại mà kiếp sau còn đặng giải thoát luân hồi sanh tử. Tiếp theo là tà dâm. Tà dâm là phá hoại trinh tiết của nữ giới hoặc thông dâm với vợ con người hay chồng của kẻ khác, không phải vợ chồng chính thức. Đây là ác thứ ba trong thân nghiệp. Muôn việc lành thiếu hưởng đứng đầu, ngàn việc dữ tà dâm đứng trước. Cảnh trạng tà dâm là từ chào nội vua quan trong gia đình quyến thuộc đến các giới dân chúng. Tội ác này xưa đều có gây ra. Đức Thầy diễn tả ác tà dâm thứ năm càng tệ, chúa hôn mê chiếm đoạt hơi thần, làm đảo huyền tất cả quốc dân, tôi bắt chính hoàng cung dâm loạn. Tội ấy diễn nhiều thảm trạng, từ xưa nay trời đất đâu dung, giàu của nhiều dân hiếp bằng cùng, quan lắng thế dâm ô dân khó. Kẻ dâm loạn thường gây tranh thù hoán hận lẫn nhau, tiêu tan sự nghiệp, như vua tề với vợ lôi tử, an lộc sơn với dương quý phi. Hăng sát thì bệnh tật chí mệ lu mờ, chết đọa địa ngục như vua trụ vua kiệt. Cách giải trừ là để diệt trừ tệ nạn tệ trạng tà dâm, mỗi người phải làm chủ tâm hồn và luôn giữ ý nghĩ trong sạch, đừng để dục tình lôi cuốn noi gương các bạc chung tinh tiết liệt, trai chung liệt đáng trai hiền thảo, gái tiết dinh mới gái nam chào, và giữ gìn luân lý lễ nghi và thần phục thần phong mỹ tục của nước nhà. Đức Thầy cảnh giác người đời, trai liều lĩnh điều này nên bỏ, đừng phá chinh hại tiết nữ nhân, gái lẳng lơ quyển lờ đờn, hoa có chủ đèo bồng tình mớ, cắt tiếng gọi nam nữ ơ hở, bỏ những điều điếm nhục tâm môn, đắng nam nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu dình theo đạo lý, hàng phụ nữ gương xưa nói chí, những mẹ hiền dâu thảo ghi goi chiền. Người chừa được ác tà dâm thì là được điều lợi như sau: tông môn không bị biếm nhẽ, quyến thuộc chẳng bị kẻ khác gạt gẫm dâm loạn, thân hình tốt đẹp trang nghiêm và trường thọ, trí tuệ sáng suốt và đoạn làng hạt giống sinh tử. Tà dâm là được ác đứng đầu trong các tội, chính nó là nảy sinh muôn ngàn tội ác, nó cũng là nghiệp nhân ràng buộc con người trong luân hồi sanh tử, cho nên chúng ta quyết định phải trừ dứt để được sự an vui tự tại trên đường sang cõi Phật. Tóm lại, ba tội ác trên chúng ta nên tránh và bỏ hẳn. Với một người tín đồ Phật giáo hòa hảo, khi đã quy y theo thầy thì phải quyết chí tu hành, tránh ác hành thiện,
mọi việc làm đều phải ý thức đến sự việc và thiện ác. Nam Mô A Di Đà Phật. À, mình đứng mình kính lễ đàng hoàng và mời ban tổ chức tặng cho đồng đạo một phần quà. Mới mốt lần sau mình lên mình bà để dép ở phía dưới nghe quý vị. Dạ, đề nghị quý vị quan nghênh. À, quý vị thấy bạn mình trình bày hay không? Rất hay nghe, đồng đạo mình nói trình bày rất là hay. Có theo dõi bài rất là kỹ, trình bày rất là hay, đầy đủ ý luôn. Tuy nhiên ở đây đồng đạo nên lưu ý dùm. Ở đây cái câu hỏi người ta hỏi là tóm tắt ba ác của thân, đồng đạo trì hành cách nào để không phạm ác. Tóm tắt là gì quý vị? Tóm tắt có nghĩa là mình rút ngắn gọn lại thôi. À, còn nếu mình trình bày như vậy dài quá, rồi mình học cũng lâu thuộc, rồi khi làm bài cũng không đủ thời gian để mình làm bài. Cho nên mình có thể là rút ngắn lại, như ban giám thị như ngày hôm qua chúng tôi đã hướng dẫn quý vị cái cách làm bài đó. Đó, mình ngắn gọn vậy, vừa ngắn gọn mà vừa đầy đủ ý, mà vừa dễ nhớ, dễ học. Còn đồng đạo đã trình bày hay đó, có trình bày xuyên suốt cái quá trình giáo lý viên giảng bài. Nhưng mà trình bày như vậy là quá dài, học là chắc cũng là khó nhớ. Mà nếu mà nhớ thì cũng rất là hay ha. Nhưng mà sợ khi thi á, làm bài không đủ thời gian thôi. Chứ đồng đạo mình trình bày phải nói là rất là tuyệt. Một lần nữa đề nghị quý vị quan nghe đồng đạo mình đi quý vị. Khẩu nghiệp sanh ra mấy điều ác chấm hỏi. Muốn tránh khẩu nghiệp ta phải làm sao chấm hỏi. Mấy ý quý vị? Mấy gì? Ai có làm? Xin mời. Số danh bạ 54. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể các giáo lý viên cùng các vị đồng đạo đã, đang và sẽ ngồi dưới gốc bồ đề hưởng thụ bóng mát và tu học thân mến. Tôi tên Trung Hiếu, số danh bạ 54. Ta xin được phép trả lời câu hỏi số 18. Ta đã từng được nghe một câu chuyện như vậy. Có một cậu bé luôn nói những lời không hay với mọi người vì cậu nghịch phá mà bị phê bình. Nhận thấy điều ấy, một hôm ba của cậu bé gọi cậu vào và giao cho cậu một hộp đinh và một cây búa, bảo với cậu rằng mỗi lần con tức giận và nói lời bất kính với mọi người, con hãy đi ra phía sau và dùng cây búa này đổng lên cái hàng rào một chiếc đinh. Và thật vậy, những ngày sau đó chiếc hàng rào đã phủ kín hết đinh. Cậu bé mới bảo với người ba rằng con đã đóng hết đinh rồi, phải làm điều gì tiếp theo ạ? Lúc này ba cậu mới đưa cho cậu một cái kềm và bảo rằng từ bây giờ con hãy tập nói những điều yêu thương, kính trọng đối với mọi người đi. Nếu nói được thì mỗi lần như vậy con hãy dùng một chiếc kềm và gỡ chiếc đinh ra. Vài tuần sau đó thì trên hàng rào đã gỡ hết đinh. Thấy vậy người ba mới hỏi cậu bé rằng con hãy nhìn lên cái hàng rào này, nó có đẹp như lúc đầu không? Cậu bé đáp, dạ thưa là không mẹ. Hàng rào lúc đầu nhìn lành lặn và kiên cố, còn bây giờ nó toàn là những vết thủng lỗ, trông siêu vẹo và rất xấu ạ. Người cha mỉm cười và bảo, trái tim của những người đã bị con tổn thương qua lời nói cũng như cái hàng rào này vậy. Tuy đã gỡ được các mắt xích rồi, nhưng những vết xước, vết sẹo có đẹp không? Sự thật là không. Đức Phật từng dạy rằng khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nề nhất của một người. Vết thương bạn gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành, còn vết thương gây ra do lời nói thì chẳng biết khi nào mới lành lặn được. Do đó, tội lỗi do miệng lưỡi gây nên hay còn được gọi là khẩu nghiệp là vũng bùn vướng bước chân người hành đạo mà ta cần nhanh chân thoát khỏi. Hơn thế nữa, để tạo nên khẩu nghiệp thì không thể nào không kể đến những chất liệu oi tanh của thời mạt thế, ấy là lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu và vọng ngữ. Những thứ ác này luôn chập chờ để xô ta vào vòng luân lý. Là người hành đạo giải thoát, ta nên tìm cách nhanh chóng dứt trừ khẩu nghiệp mới nên. Trừ bằng cách nào đây? Ấy là phải thanh lọc những chất liệu trần tục ấy. Từ lưỡng thiệt, lời nói hai chiều như con dao hai lưỡi, gây sự ly gián, phá tình đoàn kết. Ác nơi khẩu nhất là lưỡng thiệt, với người này dùng lời tha thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây, khá chưa đi hương đạn bớt này, dùng sự thiệt giải bày tâm trí. Đức Thầy dạy rằng, để giải trừ những tai vạ ấy, phải giữ cho lời nói mình được
hành thiệt chánh đáng. Được vậy trong hương đệ mới bớt rầy ra, ngoài xã hội không điều xích mích, và mình cũng không còn chịu ác cảm, tránh sự miệt khinh của kẻ khác. Tiếp đến là ỷ ngôn. Ác thứ hai, ỷ ngôn chất chứa, đợi cho người làm lỗi xéo vầy, cổ tiền nhiều tự phụ rằng hay, chủ ý thế nhiếc xài kẻ dưới, lắc léo chi có ba tấc lưỡi, quan ỷ khôn mạt sát dân ngu, nghèo ỷ lanh lóc sụt láo sụt lu bù, ôi thấy thới lòng đau tợ cắt. Lờ châu ngọc của đức thầy cũng đã từng dạy, hãy tránh những sự ức hiếp người như thế ấy, vì những kẻ dưới tay mình cũng có đầu óc, cũng biết suy nghĩ, nhưng tại họ bạc phước vô phần nên phải chịu lụy mình vậy. Nên họ, nếu họ có lỗi làm, hãy dạy dỗ họ dùng những cam ngôn mỹ từ, những lời trang nghiêm im dịu chỉ bảo, không khá bao biếm mà mang điều tội lỗi. Và tiếp đến là ác khẩu, là lời nói cay độc, chửi mắng thời hốt lỗ mạng. Tới ác khẩu thứ ba bày biện, tiếng tục tằn thô lỗ hung hăng, nào chửi cha, mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến luân thường thảo hiếu. Mặt trời chân lý của đạo ta cũng từng dạy rằng, con chửi mẹ, mắng cha, không cởi luân thường thảo hiếu, mạnh bạo hăm he đánh dứt những kẻ yếu hèn, hiếp đáp xóm chòm cô bác, mở miệng ra chửi gió mắng mây, trù rủa gia đình, không kiêng thần thánh, tối ngày kêu réo Phật trời, mời thỉnh Long Cung, làm cho tội lỗi càng ngày càng trồng chập. Để dứt trừ ác khẩu, đức thầy cũng từng dạy, ta nên bỏ những tiếng thô lỗ cọc cằn, tôn trọng cha mẹ, tuân theo luân thường đạo hiếu, lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ, hay trọng cha mẹ kính nể Phật trời, đừng nhiều tiếng ngên ngang lỗ mạng, và lễ độ với mọi người, cung kính đấng bề trên. Thánh thần không phải thiếu tiền mà kêu mà réo, xuống trần mà sai. Nói tóm lại, để thanh lọc chất liệu ỷ ngôn, đức thầy đã dạy, hãy bỏ những tiếng tục tằn hô lỗ, làm cho đời sống được êm dịu, thanh bai hơn. Đối với cha mẹ, phải có lễ độ, với gia đình, với bà con cô bác, với xóm chòm quen thuộc, lời nói mình phải đoan trang, nghiêm chỉnh. Đối với con cháu trong nhà, không nên nói những điều ác đức, phải dùng lời nói dịu dàng, hiền hậu dạy dỗ chúng. Và cuối cùng đó chính là ác vọng ngữ. Cũng như ba chất liệu trên, định nghĩa của ác ngữ, ác vọng ngữ thứ tư cũng cấm: nói thêm thừa, huyễn hoặc đủ điều, ghét người thời, kiếm chuyện dệt hiu, thương vẹn lẽ, thấp cao, bào chữa. Đức thầy cũng đã từng dạy, muốn tránh những điều khiến cho tư cách nhân quần phải bị giảm hạ, hãy tập tánh nói năng chân chính, chăn chánh, bỏ lối láo xược chớ trêu, chẳng nên tráo trác với người, bỏ tiếng xảo ngôn và phải dùng lời chân chất. Không chỉ vậy, trong tất cả ba nghiệp ác thì khẩu nghiệp là tội lỗi tai hại nặng nề nhất. Nó là ngọn đuốc đã bén mồi, đốt cháy cả rừng phước, là cái gáo múc cạn biển công đức của ta, và cũng là lỗi và lỗi lầm không thể nào sửa khi đã phạm, bởi một lời nói ra như tên đã bắn, tứ mã nan truy. Thế nên im lặng là vàng, nói ra là bạc, nhưng khi nói ra lời cay nghiệt thì là bùn rồi. Mà ta nên nhớ rằng, khi ta lấy bùn ném người khác thì thứ dơ bẩn đầu tiên đó chính là đôi tay của ta. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn đồng đạo học viên số danh bạ 54. Là một cái bài mà mở đầu bằng một mẫu chuyện. Đồng đạo, dạ xin đồng đạo đứng lại, đã ban tổ chức thưởng cho một món quà, xin lỗi. Ủng hộ tràng có tay nữa quý vị. Đồng đạo đã định nghĩa được lưỡng thiệt ỷ ngôn, ác khẩu vọng ngữ, nhưng mà đồng đạo chỉ nói câu giảng thôi, chưa nghe định nghĩa lưỡng thiệt là gì, ỷ ngôn là gì, ác khẩu là gì, vọng ngữ là được nói được cái sao, phải không? Đồng đạo chỉ nói được câu giảng à. Rồi
cái chỗ mà đồng đạo giải trừ câu giảng là khá chừa đi hướng đảng, bớt rầy là giải trừ ác lưỡng thiệt, là đồng đạo đọc là khá chưa đi, phải không? Sai dấu. Rồi có nghĩa là khi mà nghe cái bài đồng đạo thì nó rất là hay luôn. Vô thì có nhập đề mà ra thì có kết luận, nhưng khúc giữa nó thiếu. Khi mình vô ở đây người ta biểu mình là khẩu nghiệp sanh ra mấy điều ác, có nghĩa là người ta hỏi mình sanh ra mấy điều ác thì ở trong tài liệu mình có đó. Khẩu nghiệp sanh ra 4 điều ác phải không? Mình định nghĩa là tóm tắt ngắn gọn thôi. Thì quý vị vô, mình ở đây quý vị là học viên, quý vị chưa là giáo lý viên hay là giảng viên. Quý vị chỉ triển khai bằng câu một câu nhập đề, nó rất là sát với cái bài của mình. Muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân, có thể là vậy. Nhưng trước hết phải tránh tam nghiệp và chừa thập ác. Thà mỗi con người có đều mang ba nghiệp chướng sau đây. Thứ nhất là thân nghiệp, hồi nãy là đã trình bày rồi. Rồi khẩu nghiệp và ý nghiệp, hôm nay tôi sẽ trình bày một câu về khẩu nghiệp. Có thể mình vô đề bằng một câu lý luận nhập đề luân khởi là vậy, gọn nhẹ, khỏi cần mẫu chuyện. Tại vì cái thời gian thí dụ quý vị khi nữa làm bài á, có hai câu tự luận hay ba câu tự luận gì, quý vị làm nhiều quá e rằng không đủ thời gian để mình làm bài đầy đủ. Nhưng mà đầy đủ ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa. Vô thì định nghĩa lưỡng thiệt là gì? Hồi nãy đồng đạo chỉ nói câu giảng à. Lưỡng thiệt khi mình nhập đề mà một cái câu như vậy rồi vô là thân khẩu nghiệp sanh ra 4 điều ác. Lưỡng thiệt ý ngôn ác khẩu giọng ngữ, lưỡng thiệt là gì? Là lời nói hai chiều phải không? Là lời nói cho bất hòa nhau, chứng minh câu giảng ở trong quyển 5. Ác nơi khẩu, nhất là lưỡng thiệt. Với người này dùng lời tha thiết đến kẻ kia, đâm thọc cho gây. Rồi quý vị bắt đầu nhìn vô tài liệu mình đó. Trong tài liệu mình có đầy đủ giải trừ đó. Quý vị thấy không ạ? Bây giờ có ai lên một người nữa không quý vị? Có rồi, em Re, xin mời số danh bạ 52. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi tên Nguyễn Hoài Nam, số báo danh 52. Tôi xin trả lời câu hỏi số 18. Khẩu nghiệp sanh mấy điều ác, muốn tránh. Muốn tránh khẩu nghiệp ta phải làm sao? Đức Thầy dạy: Thầy xét trong tam nghiệp các trò còn mang nặng lắm. Trong đường tu nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm. Chúng sanh định tịnh được tam nghiệp mới sanh về cõi Phật. Tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Nhưng thầy xét lại khẩu nghiệp của các trò là nặng nề hơn hết. Tại sao vậy? Thân nghiệp, ý nghiệp chỉ sanh ra 3 điều ác, còn khẩu nghiệp sanh ra tới 4 điều ác lận. Vì vậy hôm nay tôi xin trình bày về khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp là gì? Khẩu nghiệp là tội lỗi do miệng lưỡi gây nên. Khẩu nghiệp sanh ra 4 điều ác: lưỡng thiện, ý ngôn, ác khẩu, giọng ngữ. Vậy lưỡng thiện là gì? Lưỡng là hai, thiệt là lưỡi. Lưỡng thiện là lời nói hai chiều, gây sự bất hòa nhau. Đức Thầy dạy: Ác nơi khẩu, nhất là lưỡng thiện. Với người này dùng lời tha thiết đến kẻ kia, đâm học cho gây. Khá chừa đi hương đảng bớt gầy, dùng sự thiệt giải bài tâm trí. Còn cách chờ, chúng ta phải giữ lời nói mình cho ngay thật, chánh đáng. Đức Thầy dạy: Để giải trừ những tai vạ ấy, phải giữ cho lời nói mình được thành thật, chánh đáng. Được vậy, trong hương đảng mới bớt gầy gà. Ngoài xã hội không điều xích mít, và mình cũng không còn chịu ác cảm, tránh sự miệt khinh của kẻ khác. Tiếp theo, ỷ ngôn. Dạy ỷ ngôn là gì? Ỷ là ỷ lại, ngôn là lời nói, ỷ ngôn là lời nói ỷ lại. Ác thứ nhì, ỷ ngôn chất chứa, đợi cho người lầm lỗi xéo dày. Của tiền nhiều tự phụ gần hai, chủ ỷ hế giết xài tôi tớ. Lắc léo chi có ba tắc lưỡi, quan ỷ ngôn mặt sát dân ngu. Nghèo ỷ lanh láo sượt lưu bù, ôi hay hế lòng đau tợ cắt. Khi biết được ác ỷ ngôn, chúng ta cần phải tìm ra cách trừ. Đức Thầy có dạy:
hãy tránh những sự hiếp người như thế ấy, vì những kẻ dưới tay mình cũng có đầu óc, cũng biết nghĩ suy, nhưng do tại họ bạc phước vô phần nên phải chịu lụy mình vậy. Nếu họ có lỗi lầm, hãy dạy dỗ họ dùng những cam ngôn mỹ từ, những lời nói trang nghiêm im dịu, chỉ bảo không khá bao biếm mà mang điều tội. Thứ ba, ác khẩu. Ác khẩu là gì? Ác là độc ác, khẩu là lời nói, ác khẩu là lời nói độc ác. Những tiếng hô lỗ, Đức Thầy còn định nghĩa là những tiếng hô lỗ tục tằn, chửi mắng làm ra tội này. Tới ác khẩu thứ ba, bài biện, tiếng luận bàn thô lỗ hung hăng, nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến luân thường hảo hiếu. Vậy chúng ta khi biết ác khẩu cần phải biết được cách trừ. Đức Thầy có dạy, hãy bỏ những tiếng tục tằn hô lỗ, làm cho đời sống được im dịu thanh bai. Đối với cha mẹ phải có lễ độ, ngoài với gia đình, với bà con cô bác, với xóm chòm quen thuộc, lời nói mình phải đoan trang nghiêm chỉnh. Đối với con cháu trong nhà không nên nói những điều ác đức, phải dùng lời nói dịu dàng hiền hậu để dạy dỗ chúng. Đức Thầy có dạy, lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ, tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đắm. Tế ác giọng ngữ. Giọng ngữ là lời nói thêm thừa nguyện hoặc, có nói không, không nói có. Đức Thầy có dạy, ác giọng ngữ thứ tư cũng cấm, nói thêm thừa nguyện hoặc đủ điều, ghét người thờ kiếm chuyện và thiêu hương diện lẻ thấp cao bào chữa. Đừng đợi bắt công mấy ai xem sửa, trên đi hoa dưới chẳng phục tòng, khuyên chúng sanh lấy lẻ chí công mà ăn ở nói năng chân chấp cách chờ. Muốn chờ ác này, Đức Thầy có dạy, muốn chờ những điều làm cho tư cách nhân quần bị giảm hạ, hãy tập tánh nói ngay hẳn chân chánh, bỏ lối láo xược chớ chiêu, chẳng nên cháo chát với người, bỏ tiếng xảo ngôn và phải dùng lời chân chắc. Đức Thầy có dạy, đã tu hành đừng có bôn chôn, tưởng hai giỏi khoe khoang tài cán, người hiểu rành mới càng thêm chán, chi bằng ta bỏ lối chớ chiêu, nói với ai cũng phải lựa điều, đừng cháo chát cho người khinh dễ. Tóm lại, muốn trừ ác giọng ngữ thì ta cần phải thực hành chánh ngữ, là tập lời nói mình cho chân chánh. Đức Thầy dạy, câu chánh ngữ lòng son ghi tạc, tiếng luận bàn ngay thẳng, luận bàn ngay ngắn tỏ tường, nói những điều đức hạnh hiền lương, chớ thêm bớt mà mang tội lỗi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn đồng đạo học viên số danh bạ 52. Bài này hay không quý vị? Hay, có thể làm mẫu nhưng mà còn thiếu á. Đồng đạo biết thiếu chỗ nào không? Tôi quên, xin mời ban tổ chức thưởng cho đồng đạo một phần quà. Quý vị đồng đạo thông cảm cho tôi nha, tại tôi mới tới cái lớp học này lần thứ nhất nên quên cái vụ mà ban tổ chức phát quà. Đồng đạo vô là nhập đề, rất là hay. Rời ra cũng là tóm lại rất là hay, nhưng mà khi mà đồng đạo nói đầy đủ ở trên như trong tài liệu đó thì cái phần giải trừ ác thứ nhất, ác lưỡng thiệt đó, phía sau khi giải trừ xong, đồng đạo chứng minh thêm thiếu khá chừa đi hương đảng bớt gầy rầy, dùng sự thiệt giải bài tâm trí, thêm hai câu đó nữa là nó cái bài được 10 điểm luôn. Rồi về cái ác ỷ ngôn khúc chót, đồng đạo cũng quên giải trừ xong phải thêm hai câu giảng, dùng từ ngôn nói tận đáy lòng, dầu trên dưới cũng không mấy khác. Đồng đạo chỉ thiếu có 4 câu giảng phía sau giải trừ, nói gì quý vị đồng đạo hiểu không ạ? Bài đồng đạo số 52 rất là chuẩn,
Vậy sau khi mà vậy là câu số 18 tới đây mình chấm dứt được chưa? Được rồi phải không? Quý vị nương theo bài số 52 là ngon lành.